Ok, hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ vẽ một cái khung cảnh gì đó nó thực sự là vi diện một chút về cái tranh sơn. Ok, cũng bắt đầu thôi. Đừng quên đeo băng tay nhá, cho nó sạch tay một chút. Phong cảnh cho nó xịn. Rồi ok, mình sẽ phủ quả cầu này. Và một quả cầu nữa đây. Đánh dấu vị trí đã. Đó, cái viên này. Thì chúng ta sẽ dùng để đánh dấu vị trí xem là cái quả cầu mình sẽ nằm vị trí ở đâu. Sau đó chúng ta sẽ phối màu lên. Ở cái bức tranh này thì mình sẽ dùng tông chủ yếu sẽ là màu rực. Có nghĩa là thiên về màu nóng. Rồi ok. Chúng ta sẽ có phối đỏ đi. Và vàng. Rồi, giờ mình sẽ đem vị trí đen nhất sẽ là ở đây. Sau đó chúng ta sẽ đến mảng bên này là sáng nhất. Thì mình sẽ phủ màu trắng. Lắp đều lên cho sơn nó sơn trong lọ nó đều. Thì mình xịt nó sẽ ok hơn. Hôm nay thì mình đã có một cái túi bỏ. Túi này rất là bẩn. Và mình cũng đã, lần trước thì mình cũng đã dùng sơn sơn rồi. Mình phải tiết kiệm túi bóng một chút. Thế nên là dùng đi dùng lại rất nhiều lần. Bảo vệ môi trường xịt. Tâm màu lên thì chưa mở một xíu thì sẽ phủ lắm. Rồi, chúng ta sẽ cho khu vực phần này đen lại để cho nó đạt cái độ sâu. Rồi, ok, màu đã tới hơn. Thôi, giờ mình sẽ chờ nó khô đi một xíu. Trong cái lúc đấy thì mình sẽ phối cảnh một chút. Sau cho bức tranh trông nó nổi hơn thì mình sẽ đặt một cái biển đây. Sau đó sẽ một cái lô đài đây. Sau đó sẽ làm cái dòng suối, các thứ. Rồi. Trên ý tưởng thì là vậy. Rồi, giờ mình sẽ phối qua một chút. Ở trong. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đây là. Nó phủ một đi. Mình sẽ phủ một màu đen ở ngoài. Tính ở trong kỹ hơn. Đó. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành đẩy này thôi. Rồi, ok đi. Rồi, giờ mình sẽ phối bầu trời. Càng xuống dưới thì càng sẽ nhạt hơn. Càng xuống dưới thì càng hơn. Mình sẽ dùng ở đây là lọ cream. Và này thì màu rất là nhạt. Nhưng mà cũng thực là rất đẹp.
cuối cùng thì mình sẽ làm sáng một tí. Thế mình sẽ phối màu là cát lô. Mình đẩy màu green lên cao lên một tí. Ok, chúng ta lại bằng nghệ trên màu rồi. Để cho nó mất đi cái tâm này mà nó có. Ví dụ thôi thì nó khá là nhiều. Ok, vậy là bầu trời thì chúng ta sẽ phải gọi là sẽ xong rồi. Giờ mình sẽ lấy điện này. Đó, mình muốn mua một hố đen đây. Rồi xem tiếp theo là phải sơn. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ mở cái này ra. À quên, mình sẽ tặng một chút highlight ở đây. Mà thôi, được rồi. Đó, đẹp chưa? Giật một cái bầu trời như này thì cũng khá là ok, rất là đơn giản không? Giờ mình sẽ đến tạo mấy cái khung viền cho cái chỗ này. Đấy, đi làm cho nó
rồi, vậy là về tổng quan bức tranh này đã xong. Chúng ta sẽ đến với một số chi tiết nhỏ. Đó. Hình ảnh đã đẹp hơn rất là nhiều về nghệ thuật tranh phun sơn. Sáng quá. Rồi kệ, đến đây là đã xong rồi. Rồi kệ, có gì mọi người hãy nhớ like, subscribe để ủng hộ mình tiếp tục ra những video về những thể loại tranh độc lạ, đó chính là tranh phun sơn. Rồi kệ, bye bye mọi người.